Ôi chào các lớp, vâng, và clip này tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn bài xì lô mà tông tông thứ các bạn ha, và một bài rất là quen thuộc đó là bài tình cha. Với bài này thì các bạn đánh tông là thứ, tempo thì 62 đến 65 ha, tùy bạn các bạn thôi. Mình hướng dẫn các bạn trực tiếp tông la thứ luôn. Với cái bài này rất là quen thuộc và cũng rất là hay, và hầu như là ở những địa điểm, mọi những điểm xung quanh mà về vấn đề văn nghệ á, hay giao lưu gì á, thì bài tình cha luôn luôn được như là một trong những bài hát được rất là nhiều người yêu thích đó. Vâng, bây giờ mình sẽ dẫn các bài tình cha, áp dụng những kỹ thuật của xì lô rock và những câu chạy luyện ngón để hôm nay mình áp dụng vào cái điểm, cái bài này, thì xì lô này. Các bạn chú ý clip này có thể cho tốn rất nhiều thời gian. Ok, rồi bây giờ bắt đầu nha. Đầu tiên là chúng ta cái phần intro của cái bài tình cha, là thứ rồi các bạn. Những cái tiếng trong cái bài này thì các bạn cần tiếng kèn cho mình nè, tiếng string, tiếng piano, tiếng bên bộ piano gì đó, bên nói chung đều xì lô đó, thì bạn cứ chọn tiếng nào các bạn thích, tiếng rát để dằn, không cần tiếng guitar chẳng hạn, nó tùy các bạn ha. Ok rồi, bây giờ intro bây giờ mình sẽ đàn cho bạn nghe, mình sẽ đọc cái nốt sượt cho bạn, tức là cái sườn cái nốt. Để các bạn đàn theo đó cũng được. Còn sau đó mình sẽ chỉ các bạn cách feel dựa trên cái nút sườn có sẵn. Ok các bạn ha. Rồi bây giờ bắt đầu đây. Mình đọc trước cái nút sườn nha các bạn. Mi đô la mi la mi re re. Re si sol mi mi re do do. Re si sol mi mi re do do. Rồi tiếp. Do la ma re re do si 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 re 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 fa la fa re re. Đó là cái phần intro và cái nốt sượt, cái sườn. Rồi bây giờ mình thay vì những cái nốt giai điệu như vậy thì mình sẽ đi vào những cái cách thủ thuật mình chạy thêm nút đen vô các bạn ha. Rồi mình luyến nó như thế nào. Ví dụ thay thì cái đó đầu tiên nè. Mi nè. Mi đô la mi la mi. Bỏ rơi luôn. Đó, rồi các bạn xong câu tiếp theo. Rê thì các bạn chạy lên từ dưới la, chạy lên rê. Rê đó. Lướt nữa. Đó mình. Nhưng mà các bạn cố gắng làm sao cho những cái nốt này nè, chúng ta đi thì là nhanh, chứ nếu mà lục tục nghe nó kỳ lắm các bạn ha. Rồi nè, đó nó dễ, nó tạo ra một cái dây điện mưa mà nó kéo cuốn hút cái người ta tới một cái nốt mà mình chưa biết trước nốt đó là nốt nào. Đó mình sẽ là người làm chứng đó. Rồi bạn làm lại ha các bạn ha. Rồi chỗ này. Ok, tiếp luôn. Ok, rồi. Ở cái chỗ này mình chỉ các bạn luôn cái dặm. Trong quá trình cái intro này các bạn có thể feel có nghĩa là sao, mình lơi nhịp nè, nào kết hợp lơi nhịp nè, nào kết hợp những cái thủ thuật thêm miếng phím đen nè, rồi có nghĩa là sử dụng bend các bạn ha, sử dụng mình phải có cái cảm giác sử dụng bend nó mới nói nè. Sử dụng bên nữa các bạn. Ok thôi à, vậy đó. Tiếp luôn. Lời luôn. Chỗ này mình về thử bằng các bạn cách giảm la fa re mi. Rồi mình đọc quên nó hồi ào âm mi đó là mi re re. Chỗ này bỏ qua re thứ rồi re
si son mi mi re do do. Các bạn qua bỏ qua đô trường rồi do la fa re re do si si mi bảy si re re thứ re fa fa trưởng cũng được à. La fa re mi rồi các bạn dậm mi 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 bảy, mi bảy đây, mi trưởng gì từ các bạn mi bảy rồi. Rồi bên tay trái chúng ta sẽ dậm chỗ này la fa re mi rồi các bạn sẽ thay tiếng đi ha. Re mi thay tiếng cũng được, hoặc không thôi bạn dậm nốt tiếng kèn nãy luôn cũng được. Tiếng là như nè, la fa re mi rồi các bạn dậm nè, la fa re mi. À cái phần này dậm như thế nào mình sẽ hướng dẫn các bạn nè. La fa re mi 1 2 3 các bạn dậm nè, 1 2 3, 1 2 3. Rồi 1 2 3 4 5 6, ngay chỗ 4 5 6 chúng ta sẽ dùng nút start và nhập vô bên trái vô và đâm tập tập tập. À các bạn nè. La fa re mi 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6. Rồi xong là người ta sẽ vô. À, một, đây là một cách thứ nhất, có thể bạn đánh như thế này. La fa re mi. À, cái chỗ này là re 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 re. Re 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 mi giáng trưởng các bạn. À, mi giáng trưởng là bao gồm nốt này. Mới rồi đánh re thứ nè. Re 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 re. Mi giáng trưởng là mi giáng nè, son nè và si giáng. Rồi mi trưởng là mi sơ thang si, cái này các bạn biết ha. Rồi ok, re 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 mi, tùy các bạn thôi, còn làm cái kia thôi. Mi 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 mi, bạn dậm cái hầm âm mi mi bảy á, mi 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 cũng được, tùy các bạn thôi. Re 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 mi, ok. À đó là xong, các bạn bạn ngưng dầm tum 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 tum, rồi xong ngưng các bạn nào người ta sẽ vô. À rồi các bạn chỗ này bạn sử dụng cái multibass ha. Tình trạng ấm như vùng thái dương lầu gõ này bạn vô kết hợp xong cái bỏ vào vô nhịp. Rồi cái phần hồi nãy mình sẽ nói là cái chỗ này nè, sợ các bạn làm chưa được nè, cái chỗ bằng vàng nè. La fa re mi 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 1 2 3, rồi 1 2 3, rồi xong 1 2 3 4 5 6. Thì cái 1 2 3 4 5 6, cái 4 5 6 bạn sẽ chuẩn bị dậm cái tay trái vô nè. La fa re mi 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6. Rồi vậy là xong. Còn không thôi thì các bạn la fa re mi có thể bạn 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 cũng được. Ngay cho 1 2 3 đó đó, bạn đánh 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 nhanh lên. À ví dụ nè, la fa re mi cũng được. Còn thôi bạn đánh 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 thành liên tục luôn. Như là la fa re mi 1 2 3 4 5. Đó, có nghĩa là 3 cái 1 2 3 4 5 giờ 1 2 3. Ví dụ la fa re mi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 5. Đó, tùy các bạn thấy cái nào nó hợp lý thì thôi. Ha, là hay à, tương ứng với các bạn, bạn thích làm cái nào bạn làm. La fa re mi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 bum. Tình trăm ấm như vương thái dương. Rồi, bảo này tùm 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 vô đó ha. Rồi nốt solo trong bài là như thế này. Mi la này, mi la si do si son thang si la. Câu thứ nhất. Thôi mình đờn rồi mình đọc hợp âm luôn cho nó qua nhanh phần này. Rồi. Si son si la là thứ. Bỏ. Bỏ. Do mi la son si la mi re. Son nãy son thang qua. Bỏ qua đề thứ. Tiếp. Mi đồ mi la 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 phá trưởng à. La 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 rồi tiếp la mi la re 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 thứ re mi đô la đô si mi bảy. Rồi tiếp phần B giống như vậy luôn mà cái câu cuối nó thay đổi là re mi si son si la trái gì là thứ re mi si son si la. Rồi qua điệp khúc nè. Mi mi re đô mi là thứ, đô la fa la mi vẫn là la thứ, không có đô trưởng cũng được các bạn. Rồi rồi tiếp tục mi re là re 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 thứ các bạn ha, là đô mi fa re re thứ, đô đô re mi là thứ, mi la si đô vẫn là thứ luôn, là đô re 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 thứ re đô mi. Rồi cái trong thế đồng ý này bạn bỏ qua mi 7 xong các bạn dừng lại rồi xong
Rồi cái câu là phần này. Mi mi đô re re đô la mi mi la si re si son si la. Mi la si re mi mi la si đô cũng được. À cái khúc này là nó giống lại cái phần A rồi. Mi mi đô re re đô la mi mi đó. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp tục lại giống lại đoạn A. Mi la si đô si son si la. Nó giống lại đoạn B rồi các bạn. Làm y chang đoạn B như vậy là xong cái bài phần solo. Solo này phần cũng có nắng nắm kỹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn từng câu. Từng câu rồi mình đệm từng câu như thế nào. Ví dụ nè. Tình sấm áp như vầng thái dương. La si đô si. Rồi cái câu mình đi như thế này. La si đô si la mi. La si đô si la mi. Bạn đệm theo câu đó. Nhưng mà nếu bạn nào hay hơn thì là si đô si. Nhấp hai ba cái. À ví dụ này. Nhấp áp chứ vầng thái thái dương. Ngọn ngào như dòng nước trôi đau buồn. Rồi rê mi pha rê la pha rê. Rê mi pha rê la pha rê. Ok rồi tiếp tục. Rê mi pha rê. Mi đồ mi la la la. Rồi các bạn đệm khác vô. Mi la 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 da, 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 da. Cái này là cách đệm xì lô rốc đó. Màu 358 53 màu 358 da, 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 da. Rồi cái chỗ này mình đánh gì vô. Mong muốn con được lớn khôn. Rồi các bạn sẽ đánh như thế này. Muốn con được lớn không? La si đô re 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 đô si mi. Ok. La si đô re 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 đô mi. La si đô re 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 đô mi. Lại có giống như bên kia cái tông trưởng đó. Lô đi mi fa 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 mi fa sol. Có nghĩa giống như bên này bằng một nè. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 5. Đó, 1, 2, 3, 4. Giống như bên trưởng tương ứng thôi. Vậy mình sẽ tập như thế này. Đó, nằm trên trầm lá. La si đô re 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 đô si mi. La si đô re 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 đô re 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 đô mi. Cũng được. La si đô re 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 đô mi. Rồi ok. À, tùy các bạn, tùy các nốt thôi, làm sao ra cái giai điệu đó thôi. Rồi. Rồi con A nè. À, chỗ nào quên này. La si re re do si mi. Rồi bắt đầu người ta đòi đúng bên đó. Ta nó ngỡ đến ngày tháng qua. Thay vì nếu mà là à, nếu mà lặp lại giống vậy thì nghe nó nhàm chán quá. Rồi coi như mà những ngày tháng qua. Bạn đi câu khác đi. Theo nãy bạn làm gì? La si do si la mi. Giờ bạn đổi câu khác. La si do si la mi. Nghe hay hơn. À, nghe nó khác chứ mà nghe nó khác đi. Cho coi như mấy những ngày tháng qua. Đổi câu khác. À fa mi re do. Fa mi re. Fa mi re re sa do la fa mi re. Đó lên 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 lên. Thôi nghe nó lên lên tè. Ok rồi. Nhưng hai tự đó nè. Tên tên tâm 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 tâm. À rồi. Không muốn con được lớn khôn. Chuẩn bị vào được khúc nào. Đeo vào được khúc dầm như thế nào. Không muốn con được lớn khôn. Giờ mình sẽ dầm 1, 2, 3 giống như cái phần mà intro ngay chỗ intro đó. Không muốn con được lớn khôn. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 sao. Có anh rồi, vậy cũng được. Còn thôi các bạn 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 3 cũng được. Thế nào như vậy nè. Muốn con được lớn khôn. Ok, vậy thôi, mình có nói nhiều cách. Rồi xong, không có thể chúng ta, các bạn có thể làm như thế này. Lớn khôn. Ờ, đó, rồi không thôi là không có lớn khôn. 1, 2, 3.
thể trao đổi, các bạn trao đổi 1, 2, 3, 4, 5, mỗi 3 sang kẻ thao tùy thuộc các bạn ha. Rồi vậy, rồi qua đó đi. Nói chung chủ yếu mấy cái vàng này thôi chứ không có gì hết. Rồi quá có lên rồi còn nhớ. Cứ còn nhớ cái lúc đó bạn chuyển cái feel ha. Feel từ A bạn chuyển qua B C D vậy đó tùy các bạn. Còn còn cái cách này mình chỉ bằng thêm. Mong muốn con được lớn khôn. Cách này nữa bạn, thêm nhiều cách đi, rồi thì các bạn lựa chọn. Không muốn con được lớn hơn là si đô re 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 do si là giống như hồi nãy, nhưng mà con thêm vô này nè, la 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 rồi la 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 son fa mi, 1 2 3 re do si la, rồi bạn bánh 5 cái la la la, 1 2 3 4 5 1 3 5 son fa mi trưởng, son trưởng fa trưởng mi trưởng, còn mi 7 cũng được, fa son 1 2 3 4 5 cái là thứ 1 3 5 1 3 5. Vì sao mình điểm 1 2 3 4 5 1 3 5? Tại vì trong cái clip hướng dẫn mà cách đánh của điểm xì lô 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5 thì cái chỗ này 5 1 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5. Ok các bạn, cái nghĩa chỗ này là có muốn con được lớn khôn. Đánh vậy nó còn nhớ là nó ngày chóc ngày cái nhịp liền. Có muốn con được lớn khôn. Còn nhớ. Ok, xong. Ok, rồi bây giờ cái phần điệp khúc này bạn đánh dập 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 bình thường. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lành. 1 3 5 1 2 3 4 5 cách đệm vô. Cái phần này mình bỏ qua đi ha. Cái này đệm mà coi đệm rất một đệm vô. Chắc có những ông con và chắc khác nói này con vua con hay nhớ ngay chỗ này. Con hay nhớ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 cũng được giống như nãy. Còn thôi bạn thằng con hay nhớ thì bạn làm gì? Con hay nhớ. Rê 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 mi giang rồi mi mi giang trưởng rồi mi trưởng. Con hay nhớ, hay nhớ, con hay nhớ, con hay nhớ. Tùy các bạn ha, quá nhiều cái. Và làm cứ làm càng làm thì mình lại càng lộ ra những cái mới. Rồi. Con hay nhớ thì bạn đơn giản thôi. Con hay nhớ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Cái chỗ 4 6 vàng là đơn giản vậy thôi. Rồi ngay chỗ này hay nhớ, cái chỗ này bằng ngưng nhịp nè. Hay nhớ lời cha sắm cho người, cái chỗ này bằng ram, dùng kỹ thuật ram vô. Hay nhớ lời cha. Hay nhớ lời cha. Cái này mình đã chỉ rồi, có cách kỹ thuật ram trên đó, bạn có gì xem lại cái clip đó. Hay nhớ lời cha. Cái qua đây thứ nè. Sống cho nên người. Sống cho nên người, bỏ chạy cái mi 7, sống nên người. Sống cho nên người. Chạy cái mi 7 ha các bạn. Hãy nhớ là cha rê nè. Sống cho nên người 17 nè. Và con nơi chớ 17 luôn ha. Bao giờ rối ràng là cái tùm 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 vô nè. Chuẩn bị lại cái phần A bình thường nè. Đó, bắt vào cái main A. Rồi bấm vô cái A, C, M, B đặng cái hợp âm á. Bạn bỏ cái nút đó trở lại. Hồi nãy trước đó hãy nhớ là cái nút là con nè. Có hay nhớ rồi sao bạn nhớ bấm này IC BMB nè, các bạn bấm nút này cho nó mất rồi cái hợp âm mà bạn chạy ra mới được nha. Có hay nhớ, hãy nhớ lời cha. Sống cho nên người mày có nơi chớ. Rồi bắt đầu giờ chuẩn bị chớ nè, bấm vô IC em cho cái nút này nó sáng lên bên tay trái nè, cho nó có hợp âm. Rồi chuẩn bị nút slide top nè, sin top nè. Nút sin top nè, xong. Ủa sin ta chứ không phải sin top, sin ta nè. Rồi multi bass trong bài. Có nhớ bao giờ dối, nó bấm mà bao giờ dối gian. Đó. Vậy là xong, giống như lời đồng B rồi. Ok các bạn. Đó là cách nhận mình cố gắng nhanh lắm rồi. Rồi vậy là xong tình cha ha. Rồi cái phần ao tình cha. Một là dùng ending của máy có sẵn, hai là mình sử dụng cách như đơn giản thôi đi. Em sức người sao trong tim cha già dấu yêu.
làm như thế nào. Rớ cha già dấu y. Đơn giản thôi. Mất rớ cha già dấu. Thôi chạy nốt luôn. Yêu cái chạy từ dưới đây lên. Chạy cái là thứ 9 các bạn. Thôi vậy thôi là cái ao cũng được, đơn giản thôi cũng được rồi. Ở cái phần này mình nói thêm thôi, mình mới nhớ ra, ví dụ cái phần mà dạo câu đầu á, tình chấm áp như vầng thái dương, các bạn có thể dùng guitar lead dùng vô làm gì thái dương la son thăng son pha thăng nè, chấm áp như vầng thái dương. Chỗ pha pha các bạn bỏ qua rê trưởng đó, còn ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Rồi nguồn thì bằng rê đô thăng đô si luôn, đô si bảo bên đây son trưởng đó, có một những cái lạ lạ, một hai nút này lạ cho người ta nghe nó đã đã, nó khác khác bị xíu. Tình trả má như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Con quyền ghi sống trong tim cha hỡi, cha già dấu yêu. Tèo 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 thế này. Ok, thế là xong tình cha. Và tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công với tình cha. Và những câu dằn nó quan trọng là những câu dằn, bởi vì sao? Với những câu dằn này thì tất cả các bài đều dằn giống như vậy cả các bạn ha. Ok, rồi chúc các bạn thành công và chúc sức khỏe. Rồi nhớ các bạn bấm vào đăng ký để xem, như mình đã hướng dẫn các bạn cũng rất là nhiều clip rồi, các bạn bấm vào đăng ký và xem tất cả những clip nào bạn, clip nào cần thiết đối với các bạn thì các bạn sẽ bấm vào xem, còn clip nào mà không cần thiết thì thôi. Ok các bạn ha, chúc các bạn vui sức khỏe, tạm biệt.